hàng Soi Garden tại ngã 6 Phù Đồng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh vừa đóng cửa vào cuối tháng qua. Đây là cửa hàng flagship với vị trí đắt đỏ giữa trung tâm thành phố và cũng là chi nhánh cuối cùng tại đây. Khai trương vào tháng 7/2019, cửa hàng này đánh dấu đỉnh cao phát triển của Soi Garden khi là cửa hàng thứ 50 ở 5 thị trường là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và Nha Trang. Từ sau cột mốc đó, chuỗi bắt đầu thu hẹp khi lần lượt đóng bớt cửa hàng. Đến nay, Soi Garden chỉ còn lại 8 cửa hàng tại Hà Nội. Đại diện E Group, chủ sở hữu của chuỗi, chia sẻ việc đóng cửa là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc hoạt động nhằm tối ưu hóa chi phí mặt bằng và nhân công để tăng cường doanh thu cho chuỗi. Từ năm ngoái, Soi Garden bắt đầu thu hẹp quy mô. Cuối tháng 1/2020, thương hiệu còn 45 cửa hàng toàn quốc. Đến cuối tháng 5, sau đợt giãn cách xã hội chống Covid-19, chuỗi này bắt đầu đóng hàng loạt cửa hàng, chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh. Về dự định sắp tới, Soi Garden cho hay đang có kế hoạch chuyển đổi mô hình nhỏ nhằm tiết giảm chi phí mặt bằng, vận hành và nhân công.